học tiếng Hàn qua K-pop, event khai trương Kazachat V. Hãy bấm subscribe và nhận lấy món quà K-pop. Chào các bạn, Kazachat V vừa mở khai trương kênh YouTube. Chính vì vậy, Kazachat V mở một event khai trương cho các bạn yêu K-pop và tiếng Hàn. Thế lệ event như sau. Bước 1, bấm subscribe và like kênh YouTube Kazachat V. Bước 2, comment ủng hộ và để lại ID YouTube và email của bạn trên những món quà mà bạn muốn. Share post này trên Instagram và Facebook của bạn kèm theo hashtag Kazachat V thì cơ hội trúng thưởng sẽ tăng lên. Cơ cấu giải thưởng, những món quà cực kỳ hot của K-pop, photocard của EXO, figure BTS, gift box của NCT 127. Các bạn hãy nhanh tay để giành lấy món quà mà bạn muốn.